chúng ta cùng xem xét một vài giải số vô cùng thú vị. Chúng ta xét một giải vô hạn. Cái từ vô hạn này nó hàm chứa là cái giải số này đi từ là một cái hàm số đi từ tập số tự nhiên vào tập số thật, và các cái phần tử, các cái số hạn trong cái giải số này nó nhỏ hơn một, đồng thời thỏa mãn điều kiện bên dưới. Thật ra đây chính là giải số sinh bởi một cái hàm giải triệu hồi, sinh bởi cái hàm fx bằng 3 trên cho x cộng 2. Dựa vào cái đặc tính về miền giá trị của cái giải số này ha, tất cả các số hạn đều nhỏ hơn một, đồng thời dựa vào đặc tính của cái hàm số f, chúng ta có thể chứng minh được điều đầu tiên cách đơn giản. Chúng ta xét hàm số. Xét hàm số x bằng 3 trên chữ x cộng 2. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra các tính chất của hàm f như sau. Có tính chất thứ nhất, f(x) nhỏ hơn 1, đồng thời x nhỏ hơn 1 thì sẽ dẫn đến x nhỏ hơn trừ 2. Con số trừ 2 này liên hệ mật thiết với trừ 2 trong cái yêu cầu người ta chứng minh ha. Và cái điều sau, điều thứ hai, f(x) nhỏ hơn trừ 2 và x nhỏ hơn trừ 2 thì chúng ta sẽ dẫn đến x lớn hơn trừ 7 phần. Rồi. Từ hai cái đặc điểm này, chúng ta có thể chứng minh được cái điều được khẳng định ở nha nha. Vì an nhỏ hơn 1 với mọi n nè, dẫn đến an cộng 1 với lại fan cũng nhỏ hơn 1 với mọi n lớn bằng 1. Nên áp dụng một y nè, theo một y đó thì chúng ta sẽ có được là an nó nhỏ hơn trừ 2 với mọi n lớn bằng 1. Và chúng ta áp dụng cái điều mà chúng ta vừa mới chứng minh được, tức là an nhỏ hơn trừ 2 với mọi n ha, do đó an cộng 1 cũng nhỏ hơn trừ 2, tức là fan nhỏ hơn trừ 2 với mọi n lớn bằng 1. Nên áp dụng điều hai y nè, ta suy ra được an lớn hơn trừ 7 phần 2. Với mọi n lớn bằng 1. Như vậy chúng ta đã đạt được cái điều mà chúng ta cần chứng minh ha. Ý đầu tiên thì chứng minh khá là dễ ha. Ý thứ hai thì chúng ta nhận ra cái dãy số này khá đặc biệt, chúng ta hoàn toàn có thể tìm ra được số hàng tổng quát của dãy số này. Đi về. Dãy số nó có dạng như thế này ha. Nếu dãy xn này có dạng như thế này. Xn cộng 1 bằng a xn cộng cho b trên cho c xn cộng d. Tức là giải sinh bởi hàm g ha, bởi g có dạng ax cộng b trên cx cộng d. Thì chúng ta xét trong trường hợp g phương trình gx bằng x có nghiệm á, thì chúng ta có thể tìm ra số hàng tổng quát của dãy số này bằng cái công cụ cấp số nhân ha. Rồi đây là xét một cái góc nhìn tổng quát ha, dãy số này sử dụng cấp số nhân để tìm ra số hàng tổng quát. Đặc biệt là cái trường hợp phương trình gx bằng x có nghiệm thật. Các trường hợp khác có thể phức tạp hơn ha. Rồi, chúng ta xét một nghiệm của cái phương trình fx bằng x nha. Thì phương trình fx bằng x có hai nghiệm là bằng 1 với trừ 3 đúng không? Tuy nhiên, chúng ta sử dụng cái nghiệm 1 nó sẽ tốt hơn so với nghiệm trừ 3. Rồi.
Để khoan một tí xíu ha, xem xét cái dùng cái nghiệm trừ 3 thì nó sẽ còn ổn hơn hay không. Rồi, ở đây mình sẽ sử dụng cái nghiệm trừ 1, nghiệm 1 của phương trình fx bằng x ha. Tiến hành giải tiếp ha. Ta có an cộng 1 trừ 1 thì dễ dàng phân tích thì nó bằng trừ an trừ 1 trên cho an cộng 2 với mọi n lớn bằng 1. Chúng ta sẽ tiến hành xác định cái số hàng tổng quát của dãy số này thông qua A1 nha. Chúng ta tiến hành nghịch đảo ha, cái thủ thuật để chúng ta tìm số hàng tổng quát của dãy số này ha. Nhớ là một nó thỏa mãn nè, một bằng F1 nè. Ngoài ra chúng ta cũng có trừ 3 bằng F trừ 3 nè. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái việc chúng ta không chắc rằng là tất cả các số hàng của dãy số có đều khác trừ 3, để chúng ta có thể tiến hành lập cái thương là 1 trên an trừ 3, an trừ trừ 3 chứ ha, tức là 1 phần an cộng 3. Nhưng ở đây chúng ta đang xét cái dãy số mà có tất cả các số hàng đều nhỏ hơn 1, chính vì thế chúng ta có an trừ 1 khác 0 với mọi n lớn bằng 1, nên chúng ta sử dụng nghiệm 1 nó sẽ tốt hơn ha. Từ đó chúng ta suy ra nghịch đảo của an cộng 1 cộng mọi chỉ số về trừ 1 bằng trừ an cộng 2 trên cho an trừ 1. Tôi tiến hành phân tích một chút xíu ha. Trừ an trừ 1 rồi cộng 3 chia cho an trừ 1 thì bằng trừ 1 trừ 3 trên cho an trừ 1. Như vậy chúng ta sẽ thấy được rằng có sự xuất hiện của cái dãy các số hạng là 1 trên an trừ 1 và 1 trên an cộng 1 trừ 1 ha. Chúng ta sử dụng cái dãy số phụ. Dụng dãy số phụ thì cái việc xem xét cái dãy số này nó trở nên đơn giản hơn, chúng ta quy về dãy chu hồi tuyến tính nè. VN này bằng 1 trên an trừ 1 là lớn bằng 1. Ta có VN cộng 1 bằng trừ 3 VN trừ 1 với mọi n lớn bằng 1. Thì giá như không có cái con trừ 1 ở đây á, thì chúng ta sẽ có thể xác định dãy VN thông qua công cụ cấp số nhân ha. Nhưng chúng ta yên tâm, chúng ta có thể khử con trừ 1 thông qua một cái biến đổi đơn giản. Chúng ta sử dụng một cái dãy số phụ mới ha. Xét một số thực C này. Xét cho C bằng trừ 3C trừ 1. Chữ sao cho đấy ha. C bằng trừ 3C trừ 1. Hay C bằng trừ 1 phần 4 á. Thì chúng ta lấy vế trừ vế nè, từ cái hệ thức chu hồi trên nè, trừ với mỗi vế của cái đẳng thức bên dưới này ha, cái phương trình ha, bao nhiêu phương trình đi ha, thì ta có được suy ra VN cộng 1 trừ C, tức là cộng 1 phần 4 đó, rồi trừ 3 lần VN trừ 3 trừ trừ 3C là VN trừ C. Trong ngoặc ha, trừ 3 VN trừ C trong ngoặc. Rồi con trừ 1 thì biến mất với mọi n lớn hơn bằng 1. Như vậy chúng ta có V dãy VN trừ C là một cấp số nhân ha. Từ đó chúng ta có thể tìm ra được số hàng tổng quát của dãy VN trừ C. Do đó VN trừ C này thì bằng trừ 3 mũ n, trừ 3 mũ n trừ 1 này nhân cho V1 trừ C. Thì từ đó ha, chúng ta sẽ suy ra được điều này đúng với mọi n lớn bằng 1. Okay. 1 trên an trừ 1 bằng c cộng, tức là 1 phần 4 đó,
C là trừ mùng 4 cộng nghịch à, cộng cho trừ 3 mũ n trừ 1 nhân cho 1 trên cho A1 trừ 1 cộng 1 phần 4. Rồi từ đây chúng ta sẽ suy ra được công thức xác định AN thông qua A1 ha. Giờ đó AN bằng 1 cộng 1 trên trừ 3 mũ n trừ 1 nhân cho cái con A lớn đi ha, trừ 1 phần 4 với mọi n lớn bằng 1. Trong đó A lớn được xác định như sau, chính là 1 trên A1 trừ 1 rồi cộng 1 phần 4. À, bây giờ chúng ta sẽ định điều kiện để đảm bảo được rằng AN nhỏ hơn 1 với mọi n thuộc tập tự nhiên ha. Ta có AN nhỏ hơn 1 với mọi n thuộc tập tự nhiên, mọi số nguyên dương ha với mọi n lớn bằng một á, khi và chỉ khi mẫu này nè nó âm ha, phân số này âm thì tương đương với mẫu này âm, tương đương trừ 3 mũ n trừ 1 nhân a trừ 1 phần 4 nhỏ hơn 0 với mọi n lớn bằng 1 thì tương đương. Chúng ta sẽ rút ra cái điều kiện cho a ha, thì thật ra cái con trừ 3 mũ n trừ 1 là cái dấu nó thay đổi lộn xộn nè, do đó chúng ta sẽ xem xét n chẵn n lẻ nè, tương đương trừ 3 mũ 2 n trừ 1 nhân a nè trừ 1 phần 4 nè nhỏ hơn 0 nè với mọi n lớn bằng 1 nè, có thể thay n bởi k cũng được, trừ 3 mũ 2k trừ 1 nhân a trừ 1 nhỏ hơn 0 với mọi n lớn bằng 1. Trừ 3 mũ 2n ha, 2n bởi 2n cộng 1 đó, nhân a trừ 1 phần 4 nhỏ hơn 0 với mọi n lớn bằng 1. Từ đây chúng ta sẽ dẫn đến a nè, rút a ra ha, a nhỏ hơn một phần tư nhân cho 3 mũ 2n nè lớn hơn, chú ý ha, ta chia hai vế cho trừ 3 mũ 2n trừ 1 một số âm nè, nó sẽ đổi chiều ha, thì lớn hơn trừ 1 phần 4 nhân 3 mũ 2n trừ 1 ha, với mọi n lớn bằng 1. Mặt khác chúng ta thấy được rằng hai cái giới hạn của hai cái dải hai bên này nè, khi n tiến ra vô cùng bằng 0 nè, vì giới hạn của trừ 1 phần 4 nhân 3 mũ 2n trừ 1 bằng giới hạn bằng 0 đó, bằng 1 phần giới hạn của 1 phần 4 nhân 3 mũ 2n không, nên chúng ta có a cho qua giới hạn này, a lớn bằng 0 nè, nhỏ bằng 0. Lưu ý rằng khi cho qua giới hạn thì chúng ta sẽ thêm cái dấu bằng vô nha, thì vậy mới chính xác. Điều này có nghĩa là chúng ta có a bằng 0. Khi a bằng 0 thì chúng ta có thể dễ dàng tìm ra được a1 nó bằng trừ 3 ha. A1 bằng trừ 3. Khi có a1 bằng trừ 3 thì dựa vào công thức bên trên nè, hoặc là ở đây là nhìn vào cái hoa bằng 0 nè, chúng ta dẫn đến an bằng trừ 3 với mọi n lớn bằng 1 ha. Suy ra an bằng trừ 3 với mọi n lớn bằng 1. Như vậy chỉ có cái dải hằng này thôi nó thỏa mãn cái những cái ràng buộc bên trên. Như vậy chúng ta đã giải quyết xong cái bài toán này một cách khá là nhẹ nhàng ha. Thì thật ra mỗi bài toán có thể có nhiều cách tiếp cận khác nhau, các bạn có thể xem xét tìm cái cách tiếp cận khác có thể hay hơn, có thể dài dòng hơn, nhưng mà cái cách giải riêng của mỗi người có thể đó là cái lời giải hay hơn so với cái lời giải ở đây. Tạm biệt các bạn ha, hẹn gặp lại ở một cái bài toán thú vị khác.